20 km là khoảng cách mỗi ngày mà em Hoàng Anh Hùng phải vượt qua trên con đường chinh phục tri thức của mình. Hai năm cũng là khoảng thời gian bố mẹ của Hùng thường xuyên xa nhà để thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch. Hùng cùng em trai phải tự chăm sóc lẫn nhau. Cái thời gian 2 năm vừa qua thì là cái tình hình dịch bệnh Covid nó rất là lớn. Thì vợ chồng chúng tôi thì đều ở cái tuyến đầu chống dịch. Cũng có những cái là xa gia đình thì hai anh em ở nhà là học online, tự bảo ban nhau. Và ăn uống thì bố mẹ chỉ có theo dõi qua điện thoại, hỏi thăm, động viên con ở nhà cố gắng khắc phục. Vì bố mẹ là nếu có những nhiệm vụ như thế thì cháu đã làm rất là tốt. Những nỗ lực của Hoàng Anh Hùng đã được đền đáp xứng đáng với thành tích giải nhất môn vật lý quốc gia năm học 2021-2022. Và vinh dự là một trong 300 học sinh được tuyên dương tại Hội nghị Tuyên dương học sinh giỏi toàn quân lần thứ 5. Xin chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Tôi Tự Tin, và ngồi ngay cạnh tôi lúc này là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, bạn Hoàng Anh Hùng. Cảm ơn Hùng đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Hùng có thể chia sẻ là động lực nào đã giúp Hùng vượt qua quãng đường dài 20 km để đi học? Do nhà em ở ngoại thành nên là để có được môi trường học tốt hơn thì em bắt buộc em phải cố gắng để qua quãng đường đó thì mới vào, thì mới có thể đến được trường. Vì ngôi trường của em, thành phố là ngôi trường chuyên top đầu của thành phố, và đó cũng là mục tiêu để em cố gắng vào được từ thời cấp 2, ở cấp 2. Nên là vì nó là mục tiêu rồi nên là em cố gắng để đạt được cái mục tiêu đó. Bình thường thì bố mẹ em sẽ chở em ra bến xe buýt và em bắt xe đến trường, hoặc là hôm nào bố mẹ em bận thì em có thể đi bộ hoặc là tự đi xe của mình ra bến xe. Trong thời gian đi học và đi thi như vậy thì Hùng có gặp phải những cái khó khăn gì hay không? Và Hùng đã khắc phục những cái khó khăn đó như thế nào? Việc em học xa nhà, em phải di chuyển bằng xe buýt nên là không được chủ động thời gian. Do đó em có thể đã khắc phục bằng việc là em có thể em dậy sớm hơn một chút để có thể đảm bảo được là mình tới lớp đúng giờ và sắp xếp thời gian lại sao cho hợp lý. Trong cái khoảng thời gian mà bố mẹ phải thường xuyên đi xa nhà để chống dịch thì Hùng đã cân bằng cái cuộc sống và phải chăm lo cho em trai cũng như là tập trung cái việc học của mình như thế nào? Dạ, ban đầu thì cũng có một số khó khăn là vì em chưa quen được với lại cái giờ giấc đó, nhưng mà sau này khi trải qua khoảng 1-2 tuần thì em cũng đã quen hơn và gần như là không có khó khăn gì. Em sẽ hoàn thành các tiết học online của trường, và sau đó tại vì trước khi bố mẹ em đi làm, bố mẹ em cũng đã để sẵn đồ ăn nên là buổi trưa thì em chỉ cần hâm lại và sau đó anh em tụi em ăn và tự lo cho nhau. Niềm đam mê đối với môn học này của Hùng xuất phát từ đâu và động lực nào để giúp bạn đạt được những cái thành tích đáng tự hào như vậy? Vật lý đối với em nó là một môn nghiên cứu về quy luật của thiên nhiên. Trong quá trình học nó đem lại cho em nhiều cái điều mới lạ, làm cho em cảm thấy hứng thú và em nghiên cứu và học tập, và cuối cùng em đã chinh phục được nó. Niềm đam mê này của em xuất phát từ khi còn nhỏ em đã yêu thích các môn khoa học. Do đó khi lên cấp 2, các thầy cô có nguyện vọng muốn em vào các đội tuyển học sinh giỏi thì em đã chọn môn vật lý. Và do đó để tiếp tục cái đam mê và sự lựa chọn của mình thì em luôn cố gắng để đạt được những thành tích tốt nhất ở trong cái lĩnh vực mà mình đã chọn. Hùng có thể chia sẻ một chút về định hướng tương lai của mình được không? Dạ, thì sau này em muốn trở thành một nhà phát triển phần mềm. Do đó em đã lựa chọn ngành khoa học máy tính. Em hy vọng là sau này mình có thể nghiên cứu và tạo ra những phần mềm có thể ứng dụng được cho con người trong tương lai.